Chúng ta đã giả định tiểu vùng vừa tạo ra sẽ là đường tạm thi công cho công trình này. Vậy thì việc đầu tiên, hãy đổi cái loại vật liệu bề mặt sang dạng là bê tông asphalt đi. Các bạn hãy chọn đối tượng là subregion, tiểu vùng vừa tạo ra. Và tại cửa sổ properties, công cụ materials nhấp chuột vào vị trí như tôi thực hiện. Trước mặt các bạn là thư viện vật liệu mặc định của phần mềm Revit. Tại trường Sớt này, các bạn hãy đánh từ asphalt vào đây ạ. Nó sẽ hiện ra có một cái loại đầu tiên, đó là Advanced Bitumens. Các bạn chọn loại vật liệu này. Ok. Escape. Như vậy, chúng ta vừa đổi cái vật liệu của tiểu vùng tạo ra từ cái loại mặc định như ban đầu của phần mềm sang thành loại là bê tông asphalt.